Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19 tháng 9. Trong ngày Chủ nhật cuối tuần, các tỉnh Nam Bộ, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, dự báo thời tiết khá tạnh ráo và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở vùng ven biển phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh, từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, từ ngày mai 20 tháng 9 trở đi, mưa dông sẽ tan trở lại. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo, 3 ngày trời nắng gián đoạn, mây thay đổi, có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió tây nam, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 9 năm 2021, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 2 giờ, thấp nhất 85 cm xuất hiện lúc 18 giờ.